Theo hai hiệp, hiệp 1 thi đấu cá nhân 1 chọi 1, hiệp 2 thi đấu đồng đội, mỗi hiệp thắng sẽ được 10 điểm. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là vòng thi đấu đầu tiên, lượt thi đấu đầu tiên luôn, 1 chọi 1 đến từ Đăng Khoa của Võ Nhạc Taekwondo và bạn Quyền Phước đến từ V Lions, sẵn sàng nha. Chuẩn bị 3 2 1 bắt đầu. Và bây giờ sẽ là phần khoe ra những kỹ năng kỹ thuật tốt nhất có thể của cả hai cá nhân. Đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, anh búng trên không mà anh còn bật ra nữa, sức bật rất là tốt luôn á. Tinh không 4 cái. Yeah. Wow, quá đẹp. Năng lượng tích cực hút tung thách thức cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Lộn 3 vòng liên tục nha. Quá đẹp, quá đẹp. Wow. Kết thúc 1 chọi 1. Ồ, đội hình rất đẹp nha. Có tầng có lớp hàng hoàng hẳn hoi. Rất ngọt, rất ngọt. Trời ơi, ngon lành luôn. Wow. Trời ơi, gọn gàng vậy. Mượt mà đến từng chi tiết ạ. Dễ thương quá. Hey. Tuyệt vời, tuyệt vời. Sức bật thật là khủng khiếp. Rất nhiệt, rất nhiệt. Yeah. Hay quá Huy ơi. Xoay và lộn nhau tại chỗ. Final skill. Ok, ok, xin mời giám khảo. Mọi người qua đây nào, mọi người qua đây nào. Bắt đầu. Ôi, hey, hey, nhìn cho kỹ nha. Trọng tài, ban giám khảo nhìn cho kỹ nha.
Một điểm duy nhất, một điểm duy nhất. Ai ghi điểm đầu tiên là giành chiến thắng. Hay quá, hay quá. Rất giỏi, rất giỏi. Chúc mừng Huyền Phước. Huyền Phước cũng rất là may mắn ha, rất là nhanh. Hôm nay Huyền Phước xuất sắc quá. Như vậy là Huyền Phước đã mang lại 10 điểm đầu tiên dành cho V Lions. Chúc mừng các bạn. Nhưng đừng chủ quan, chúng ta sẵn sàng bước vào chặng 2 tại vòng thi đấu này nào. Và bây giờ sẽ là đề bài được đưa ra với sự thách thức của võ nhạc Taekwondo. Xin mời các bạn vào vị trí. À, tạo hình nào, tạo hình nào. Độ khó cũng phải tương đồng với sức người nha các bạn. Ồ, ồ. Chà, căng à, căng à. À. Hai miếng. Chinh phục được hai miếng. Và bây giờ sẽ là đề bài đến từ đội V Lions. Wow, cái đề bài khá là khó nha. Khó nhai nha. Một cái tháp ba người và một mục tiêu duy nhất, nhưng cực kỳ cao, rất cao. Liệu rằng đây có phải là một pha đá trên không hay không? Móc ngược chăng? Nào cổ vũ nào, Minh Hy cố lên. Đáng tiếc. À, Minh Hy đã đá chưa chính xác. Kết thúc lượt 1 và bây giờ lượt 2. Tiếp tục là phần ra đề. Lời thách thức đến từ võ nhạc Taekwondo. Xin mời. Đó, mình tạo giống bên kia hồi nãy cũng được. Ủa, con cái vậy? Rất đẹp mắt, rất gọn gàng. Một đề bài khá là dễ chinh phục. Như vậy sẽ tương xứng với đề bài tiếp theo đến từ V Lions. Tuyệt vời, với lượt 2 này cả hai đội đều thành công. Và bây giờ sẽ là lượt 3. Xin mời, đề bài đến từ võ nhạc Taekwondo. Cha ba mục tiêu tầm thấp. Tuyệt vời, quá đẹp, rất xuất sắc. Và không dừng lại tại đó, ngay sau đây sẽ là lời thách thức đến từ V Lion với 4 mục tiêu. 4 mục tiêu. Hứa Huy sẽ là người chinh phục. Tuyệt vời. Wow, một lời đáp trả hoàn hảo đến từ Hứa Huy. Và cũng chúc mừng cho võ nhạc Taekwondo đã hoàn thành xuất sắc. Ây da, kiếm chuyện liền, cà khịa liền. Wow, wow. Có slow motion à. Wow, màn tính giải trí cao đấy. Wow, rất đẹp ngay mặt luôn á. Quá đẹp, quá đẹp. Tuyệt vời.